Lễ Hiển Linh, câu chuyện ba vua theo ánh sao lạ lẫm tìm đường tới tận Bethlehem để gặp hài nhi Giê-xu nằm trong máng cỏ là một câu chuyện thơ mộng cuốn hút hầu hết các tâm hồn trẻ thơ. Nhưng ý nghĩa thực sự của ngày lễ hôm nay không dừng lại ở câu chuyện mang màu sắc lãng mạn và chút truyền thuyết kia. Lễ ba vua nay đã được đổi tên thành lễ Hiển Linh để cho phù hợp hơn với ý nghĩa của ngày lễ. Đó là Thiên Chúa tỏ mình cho dân ngoại. 1. Hạnh phúc cho ai biết Chúa tình thương của Thiên Chúa thật nhiệm màu, vượt xa suy nghĩ của con người. Dân Do Thái được mệnh danh là dân riêng của Chúa. Jerusalem được ví như thành đô Thiên Chúa. Vinh quang của Thiên Chúa thể hiện trên dân. Đang khi các dân tộc khác đang còn chìm đắm trong u tối, thì Jerusalem nổi rực sáng. Không phải tự sức mình, nhưng đó là ánh sáng của Chúa chiếu soi, vinh quang của người tỏa xuống. Muôn nước đều tuôn về Jerusalem để chiêm ngưỡng ánh vinh quang rạng ngời. Hài nhi sinh ra tại Bethlehem chính là ánh sáng soi cho muôn dân, vinh quang rạng ngời vinh hiển nơi Thiên Chúa. Nhưng giờ đây, đặc ân đó không chỉ còn dành riêng cho Jerusalem mà cho tất cả những người mang danh là dân ngoại. Ân ban này giờ đây dành cho muôn dân, cho những ai đón nhận phép rửa, mang lấy ánh sáng Đức Kitô, họ quy tụ thành một dân mới của Thiên Chúa. Đó chính là ân sủng Thiên Chúa ban cho ta, là vinh quang của người chiếu tỏa trên ta. 2. Thái độ của người tìm Chúa. Tác giả Tin Mừng cũng không trả lời cho ta câu hỏi của vua Herode dành cho các đạo sĩ là giờ phút nào các ông đã nhận ra ngôi sao lạ dẫn đường. Điều ấy không quan trọng. Điều quan trọng mà tác giả nhắm đến là chân lý này. Hài nhi chính là vua, và khi đã nhận ra hài nhi là vua thì các đạo sĩ buộc phải lên đường tìm cho ra vị vua ấy. Hành trình từ phương Đông của các vị đạo sĩ quả thật không dễ dàng. Các ông đi mà không biết mình sẽ đi về đâu, chỉ có nhắm một điều duy nhất mà thôi, theo ánh sao lạ dẫn đường. Nếu ánh sao đưa các ông đi một vòng thế giới thì sao? Các ông lên đường mang theo những thứ quý giá nhất mà mình có được là vàng, nhũ hương và mộc dược. Đây chính là thái độ của người thực tâm đi tìm Chúa. Một khi đã nhận ra ánh sáng soi lòng mở trí thì nhất quyết họ lên đường. Hành trình có thể gian nan, vất vả nhưng không hề quản ngại, thoái lui. Hành trình mang theo là những gì quý báu nhất đời mình, hương thơm thánh thiện như mộc dược, tâm hồn trong sáng như vàng ròng, tâm tình cầu nguyện tinh khiết như nhũ hương. Hành trình này sẽ giúp cho người tin tìm Chúa không bỏ cuộc. Có những lúc ánh sao dường như liệm tắt, nhưng nhờ những hành trang chuẩn bị như thế, họ không thất vọng. Và rồi ánh sao lại xuất hiện và đưa dẫn họ tới nơi. Và kia, vị vua mà họ cất công tìm kiếm lại quá sức đơn sơ, bé nhỏ và khiêm tốn. Đó chính là mầu nhiệm tự hủy nơi Thiên Chúa mà chỉ có tâm hồn đơn thành, khó nghèo mới có thể nhận ra. Vị vua ấy dường như tiên báo về cuộc khổ nạn và cái chết thê thảm sẽ xảy đến sau này. Trần truồng treo thân trên thập giá, cô độc giữa trời và đất. Chỉ những ai trong lòng tin mới có thể nhận ra đó chính là vua đích thực của toàn cõi trời và đất này. Và chỉ những ai được mặc khải mới có thể hiểu được mầu nhiệm cao sâu nơi Thiên Chúa. Các vị đạo sĩ đã nghiệm ra và đã hiểu về vị vua mà họ đã cố công tìm kiếm. Họ vội vàng dâng lễ vật lên Ngài. 3. Lối sống của kẻ khước từ Chúa ngược với thái độ đón nhận các nhà đạo sĩ là thái độ khước từ nơi hàng lãnh đạo Do Thái và tinh thần thế tục của vua Herode. Hàng lãnh đạo Do Thái không thể chấp nhận vị vua muôn dân mong đợi lại hạ sinh nơi hang bò lừa. Các ông am hiểu kinh thánh, tin vào lời các ngôn sứ tiên báo, nhưng lại không sống theo những điều này. Các ông ở lại trong sự tự phụ, kiêu căng và hống hách của mình. Đó có thể là thái độ sống nơi những người mang danh theo đạo lâu năm hôm nay. Mất đi sự ngạc nhiên trước những điều kỳ diệu đến từ Thiên Chúa, dẫn đến nhàm trán trong việc thờ phượng, lửa nhiệt tình có thể từ đó mà liệm tắt.
hoặc thái độ kiêu căng, hống hách cho mình là khôn ngoan, hiểu biết về Kinh Thánh, nhưng lại không sống tốt với tất cả lòng đơn thành và khó nghèo trước lời của Chúa. Còn Herode lại nghĩ mình sẽ mất ngôi, nên sau đó điên cuồng ra lệnh tàn sát hết tất cả hài nhi từ 2 tuổi trở xuống. Ông tàn độc đến nỗi nâng trẻ sơ sinh lên đến 2 tuổi, cho phần ăn chắc là mình giết không bỏ sót vua con nào. Đó có thể là thái độ của những con người hôm nay khép lòng mình trước ơn cứu độ của Chúa. Họ từ chối vị vua đến từ trời, họ chỉ bám vào những chuyện dưới đất. Chung cuộc đời họ là cái bụng, Chúa của họ thờ là những sự thuộc về thế giới phàm tục này, tiền tài, danh vọng, địa vị, các đam mê xác thịt. Để đón nhận vị vua đích thực trong cuộc đời mình, chúng ta phải đối diện với hai thái độ chọn lựa này. Hôm nay, các đạo sĩ khi nhận ra vị vua nên họ đã đi con đường khác để trở về, tức là vào đời với thái độ mới, nhiệt thành, dứt bỏ cái cũ, bước theo con đường mới do vua Kitô vạch ra. Đồng thời, họ trở nên ánh sao dẫn đường cho người khác đến với vua Giê-xu.